Kim Phượng và Thanh Thanh. Xin kính chào quý vị khán giả của đài ABTV 21.12. Em dành cho em giới thiệu tiếp đó. Bây giờ là chương trình gì em giới thiệu đi. Hôm nay Thạch Thảo cùng Kim Phượng và Thanh Thanh tiếp nối chương trình Sắc Màu Cuộc Sống với đề tài Gợi Cảm. Dạ vâng. Thì gợi cảm, hai cái người bạn trẻ của tôi đã đưa ra cái đề tài này, thế thì xin mời hai bạn nói trước. Dạ vâng, cái vấn đề là ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề gợi cảm, nhưng mà hình như là ai cũng rất là kín đáo. Vậy mới lần đáng lẽ phải mở lần sexy ra thì nó mới gợi cảm, nó đúng với cái chủ đề. Nhưng mà chị thấy trước khi mình nói cái vấn đề gợi cảm, mình nói trước về cái đẹp của cái người phụ nữ. Đúng rồi. Như thế nào là đẹp, và đẹp đúng nơi, đẹp đúng chỗ như thế nào, đúng không? Bây giờ em là nói trước. Nhưng cho ai? Cho Thanh Thanh. Sao đời đá banh qua bên em vậy? Thanh Thanh thích nói vấn đề gợi cảm thì thôi em nói rồi. Về sắc đẹp đi. Phụ nữ phải như thế nào? Nói về chơi gợi cảm thì tùy theo quan điểm của mỗi người, nhưng mà đối với Thạch Thảo, gợi cảm là nó không chỉ cái nét đẹp của người phụ nữ bên ngoài với những cái đường cong hay là khuôn mặt, mà nó thể hiện cái trong cái cách bận áo quần của mình, đúng lúc đúng nơi, nó hợp với cái ngữ cảnh của mình, thì cái đó là cũng là một trong cái nét thu hút nhất của người đàn bà. Khi ví dụ như trước đám đông, người ta sẽ nhìn vào không chỉ là một cái khuôn mặt đẹp hay là phúc hậu, hay đôi lúc cũng cần một khuôn mặt đẹp, nhưng mà biết cách ăn mặc để biểu lộ ra những cái đường cong nếu mình có được một cái ưu điểm gì đó, nhưng mà trong cái sự kín đáo sexy, gọi là sexy nửa chừng á, thì nó vẫn có cái sức thu hút hơn là nó phơi bày một cách trắng trợn á, thì mà cách nói thì chuyện đó, cũng thì... là một cái gợi cảm, đúng nha. Rồi gợi cảm, cái sự duyên dáng của người phụ nữ nó cũng là gợi cảm giống như chị vậy đó, không? Thì đó, thì gợi cảm nó thể hiện không chỉ là bề ngoài vóc dáng, cái cách bận áo quần, mà nó còn thể hiện trong cái cách đối thoại giao tiếp mọi người, có với những cái giọng mà rất gọi là sexy voice, nhẹ nhàng, nó làm cho người đối diện cảm thấy bị thu hút, cái đó cũng là một cái nét gợi cảm. Cái gợi cảm này nó cũng khó lắm. Cái gợi cảm nó đối với em á, là gợi cảm nó phải là một cái gì nó rất là tự nhiên, nó toát ra một cách trên một cái gương mặt của người đó, một cách rất là tự nhiên, từ gương mặt, từ cái cách ăn nói, có từ cái cảm là tự nhiên những có. cái múa máy của mình khi mình nói chuyện, đó là nó phải là tự nhiên có, tự nhiên có. Tự nhiên. Chứ mà nếu mà mình nói để mình tạo ra là mình gợi cảm á, thì thực sự ra nếu mà mình làm cái điều đó thì người đối phương họ cảm nhận được. Thì nó sẽ bị phản tác dụng. Đúng rồi. Nó sẽ bị phản tác dụng. Đối với em á, là giống như chị Phượng nói là nói chuyện cũng là một cách để mà gợi cảm. Thu hút. Để thu hút thì cái đó là rất là chính xác. Và chị Thảo thì Thanh Thanh bổ sung thêm là ý của chị đó, Thanh Thanh nghĩ là giống như vậy, là tức là trong cái gợi cảm của Thanh Thanh là Thanh Thanh muốn nó kín mà hở, nhưng mà hở thì rất là kín, nó là như vậy, tức là nó nhưng tạo đó cho là một cái nghệ sự... thuật em... nhưng đó cũng là một nghệ thuật. Yes, em cảm thấy là nó tạo cho cái sự tò mò của cái người đối phương, là giống như nhìn mình một cách mà nửa muốn hiểu, khám phá nửa... mà nửa muốn tìm hiểu, đúng rồi, đúng vậy, tức là họ tưởng tượng. Đối với em là nếu mà gợi cảm là họ phải nhìn em một cách là họ tưởng tượng. Đúng rồi. À, cái cô này nếu mà như vậy, nếu mà như kia, thí dụ như vậy. Đó là những cái mà em cảm thấy em muốn gợi cái sự... Thì cái đó là một thành công, bởi vì em đã gây trong cái ý nghĩa của họ cái sự tìm tòi khám phá và sự tưởng tượng. Cái đó là sự thành công. Đó là sự thành công của cái nét đẹp của em đó. Tức là kích thích họ cái sự tò mò, thắc mắc. Và có thể tưởng tượng, cái gì mà cũng có thể xảy ra. Đúng vậy. Chị thấy cái gợi cảm là cái nét đẹp quyến rũ của cái người phụ nữ. Mà không nhầm là họ muốn là để mà quyến rũ anh này anh kia. Mà họ nhiều khi họ cũng muốn để làm tôn đẹp cái vẻ đẹp của mình thôi. Tự nhiên có. Bây giờ tự nhiên em nhớ tới cái câu mà em hay đùa giỡn giỡn thôi. Nhưng quý vị, cái này là rất là giỡn thôi. Tiếp theo cái lời mà vừa rồi Thanh Thanh muốn mà... tạo một cái sự để người ta tò mò, người ta muốn khám phá mình á. Thì Thanh Thanh có nhớ một cái câu thơ như vậy: ước gì anh có phép thần thông, nhìn em mặc áo như không mặc gì. Ôi giời. Nhưng mà cái này chỉ là tưởng tượng thôi, và một cái câu thơ vui nữa mà gửi quý vị thôi, chứ đương nhiên là mình không muốn một người đàn ông. Vậy cái đó không phải là gợi cảm mà là gợi dục nha. Nó cũng ghê lắm à. Đúng không? Đúng vậy, cái đó. Đúng không? Người ta đang mặc đồ đẹp mà cái tưởng tượng người ta không mặc đồ là coi chừng nó chuyển. Nhưng mà chị biết không, cái gợi dục nó có hai ý nghĩa, một cái tiêu cực và một cái tích cực. Giống như những bức tranh nghệ thuật
thậm chí rất là khỏa thân, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà ngừng nó vẫn mang cái giá trị nghệ thuật và nó tồn tại bao nhiêu thế kỷ mà có những bức tranh gọi là lên hàng triệu như là để vào trong những cái viện bảo tàng, trong một sự trân trọng gọi là giá trị nghệ thuật theo thời gian. Những bức tranh chỉ có biết đó là khỏa thân 100%, nhưng mà cái đó là sao? Cái đó là gợi dục, mà gợi dục trong ý nghĩa tiêu cực và nghệ thuật và lẫn nghệ thuật. Còn cái gợi dục mà nó mang cái tiêu cực cái đời quá thì thôi. Nhưng mà thực sự nha, khi mà chị nói tới những bức tranh thì có những bức tranh Thanh Thanh nhìn thấy đúng vậy, nó 100%. Đương nhiên là nó không phải là, nó là cái gốc của cái người quay phim, họ biết cái cách để mà chỗ nào họ cần che họ hoặc sẽ là che. Nghệ thuật ảnh mà đó, mình nhìn vô mà mình không bị đỏ mặt, mình nhìn vô mình không bị mắc cỡ, mình không bị đỏ mặt mắc cỡ. Nhưng nè, giống như là Thanh Thanh khi nhìn những cái đó, Thanh Thanh tưởng tượng đó, thì đó mới là cái hay, cái là đó, thành công đúng của vậy. Nghệ thuật. Vậy là coi chừng cái bài thơ nãy là của Thanh Thanh. Thì em đã nói của em mà. Cái đó là thành công đó nha. Cái đó là thành công của nghệ thuật. Đúng vậy. Nghệ tức thuật là ảnh, nghệ em thuật tưởng tượng là nếu mà cái cô này, thí dụ như bây giờ cái hình này có đang nằm rồi, cái chân có chéo rồi, cái người quay phim thì quay cái góc nó, tức là hở hở nữa, nhìn lõa lồ mà không thấy được những không cái chỗ kinh hết. Đúng làm rồi, cho mình nha. Rất là thắc mắc những cái chỗ nhìn mà có cái nét hấp dẫn, chỗ quan trọng nhất thì bị cái tóc che, đúng là bị vậy. Một cái chân chéo lại che, nhưng mà đồng thời đường cong, đường chỗ nào nhấp nhô, cần nhấp nhô rất là nghệ thuật thôi. Rất là đẹp. Mình có quay những cái bức ảnh gọi là nghệ thuật ảnh rất là, cái đó là được giải thưởng quốc tế, có những bức ảnh mình nhìn mình không thấy trần tục. Mình cảm thấy đâu cái nét đẹp tạo hóa đã người ta tặng cho người phụ nữ. Nhưng có một cái nữa là vừa rồi hai chị chưa nói, đó là còn phải tùy thuộc vào cái lứa tuổi của mình. Đúng rồi. Đúng không? Đẹp khoe xấu che. Đẹp khoe xấu che. Tùy tuổi mà bận áo quần. Nhưng mà thực sự có những người lớn tuổi họ vẫn có thể mặc những cái đồ nó sexy, nó vẫn có thể gợi cảm được. Nhưng mà phải sang trọng. Nó phải sang. Đúng vậy, nó phải sang, nó phải có, gọi là nó có class. Đúng với cái tầm của cái lứa tuổi của mình. Tại vì nó có những cái trang phục, em nói thiệt, nó có những cái trang phục cho cái lứa tuổi. Thiệt ra tất cả những cái shopping á, những cái cửa hàng đều nó có. Dạ. Đúng rồi. Ngay cả thí dụ như mình Ann Taylor, khi mà quý vị bước vào cái khu này, cái này cho những người lớn lớn tuổi. Bước vô Forever 21 này nó, cái này là chỉ có cái tuổi mà 16, 17, còn đó sinh viên đi học. Là tại vì cái style của nó là như vậy, nó sexy cũng như vậy. Nhưng khi mình vô những cái tiệm mà cho những người lớn tuổi, nó cũng có những bộ đồ, những cái bộ cánh rất là sexy, nhưng mà nó che vẫn đẹp. Nó vẫn đẹp và nhìn nó vẫn sang. Nghe Thanh Thanh nói cái chuyện đó, tự nhiên chị đã nhớ một cái hình ảnh trên Facebook mà cảm thấy buồn cho người phụ nữ mình. Em nói là tùy theo tuổi. Thế mà gần đây nhất có một trên Facebook để đăng tải cái một cái người phụ nữ rất là có tuổi chứ cũng cỡ sòng sòng như chị rồi đó, chứ không phải vừa đâu. Mà she đi vào một cái buổi tiệc, chị không biết là tiệc cưới hay tiệc gì, she mặc một cái áo dài von mỏng, hoàn toàn ở trong không mặc gì hết ngoài một cái quần lót, mà đâu phải còn đẹp đâu, là thứ nhất, trời ơi, thứ nhất là nhục nhã cho cái chiếc áo dài. Đúng vậy. Thứ nhì là cái người Việt Nam, cái phẩm giá của cái người Việt Nam, nhất là đã lớn tuổi rồi. Thí dụ giờ nói giờ mấy đúng cô rồi, người chị, mẫu không hay là mấy cô gì thì mình không nói. Thật ra chị muốn nói rằng cái vẻ đẹp của người phụ nữ được tôn vinh hay không, được nghĩa là tôn trọng hay không, là tùy thuộc vào bộ đồ mình mặc khi mình đến dự những cái tiệc tùng hoặc là đi vào một cái chỗ nào đó. Theo ví dụ như vô đám ma mà mặc áo hở, người khác áo hai dây, là cái đó người ta nhìn mình với cặp mắt coi như không, hoàn toàn không có giá trị dù là áo màu đen. Đúng rồi. Thì cho nên cái Facebook vừa rồi đó, khi mà cái bà đã mặc bộ đồ như vậy rồi thì những cái cậu thanh niên lợi có chụp hình tạo cho cổ cái sự hãnh diện của tưởng đó là một sự gợi dục, là một cái hình ảnh gợi cảm của cổ, nhưng mà cô không biết rằng người ta chụp để người ta đưa lên đúng Facebook rồi, đúng vậy. Rồi đúng đó rồi. Là coi như làm cái trò cười trò hề cho người ta. Thật ra coi cái đó mà cảm thấy mắc cỡ vô cùng. Thành ra khi một người phụ nữ chúng ta đi đến một cái tiệc nào đó nên cẩn thận về quần áo, đó là nó nói vấn đề còn muốn gợi cảm. Còn nếu mà gợi dục mà mặc cái kiểu đó mà đi vô như vậy thì chị thấy nó có gợi được không? Thì, không đẹp thì không thì, đẹp thì, lớn thì, tuổi thì, rồi làm sao mà có nói chung người đó cũng tạo được cái phản ứng đó là sầm sồ xì sầm ở trong quán đúng rồi, hay là tạo scandal thôi, hay là muốn được cái nổi tiếng, tại vì họ có nổi tiếng họ muốn đi ngược dòng để cho mọi người chú ý tới mình thì phải chấp nhận cái giá đó thôi. Có những người họ quyê như vậy mình không biết được. Thì mình đã hết cái chương trình phần 1 rồi. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình Sắc màu cuộc sống phần 2.